Vâng, chào tất cả quý bà con, cô bác và anh chị thân thương. Hôm nay Phượng rất là vui nữa, tại vì ngày nào cũng vui hết vì được tất cả anh chị yêu thương, yêu mến Phượng làm cái kênh kết nối yêu thương để Phượng nhận được cái kết quả là mấy chị quan tâm tới Phượng gọi vô cái kênh này. Phượng vui mừng làm sao á. Cái vui mừng thứ nhất là Phượng được giúp mấy chị, mấy anh gặp được người bạn đời. Cái vui mừng thứ hai là sắp tới Tết nè, thì Phượng đăng lên có nhiều câu chuyện, nhiều mẫu chuyện để cho mấy anh mấy chị trong thời gian chơi Tết, đón xuân và gánh gỏi coi cái video kết nối yêu thương. Phượng xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ Phượng sẽ gọi cho một chị để Phượng quay cho tất cả quý cô bác xem. Để Phượng gọi về Việt Nam, chị này thì chị ở bên Việt Nam. Chị nhờ Phượng. Phượng thì thích ai nhờ Phượng lắm. Nếu mà Phượng làm được cái gì là Phượng làm nhiệt tình lắm, chỉ sợ làm được thôi. Hello chị. Dạ em chào chị ơi, chị khỏe không? Dạ đó chị, bây giờ chị cho tất cả quý bà con cô bác biết đi, chị tên gì, chị ở đâu, chị bao nhiêu tuổi? Chào người đẹp. Chị làm ở bệnh viện nào chị Lan? Dạ, vậy là ở mũi Cà Mau ha chị ha. Chị ở khu vực nào chị? Dạ. Dạ. Chị có cháu nào chưa chị? Dạ. Chị sống một mình vậy cảm thấy buồn và cô đơn, thì khi chị xem cái chương trình của em thì chị mạnh mẽ mạnh dạn khi chị tìm em cũng rất là vui. Và chỉ cái người mà chị cần tìm là như thế nào, chị có cho em biết đi. Dạ, không cần trẻ, không cần đẹp, không cần giàu, cái gì cũng không cần hết, có một cái cần à, phải không chị? Cần sức mạnh thôi. Cần một cái sức mạnh tình yêu bao la rộng lớn phải không, tới với chị phải không? Cái gì cũng không cần, trẻ cũng không cần, đẹp cũng không cần, giàu cũng không cần. Chị hả? Ủa chị, sao chồng em mà chị biết anh chồng em dễ thương? Trời ơi. Hả chị? Ờ vậy hả? Chị ơi chị. Sống lâu ngày rồi mới biết chị ơi. Chị nói anh nở luôn mũi luôn kìa. Trời ơi chị ơi chị. Thì em rất là vui. Chị ơi,
Chị, cái công việc của chị á, hàng ngày thì chị làm như thế nào chị? Rồi bữa nay rồi chị đang ở trong bệnh viện, rồi giờ này sao rảnh mà nói chuyện với em vậy chị? Dạ. Dạ. Chị á là chị nãy chị nói là chị là y tá hay là hộ hộ lý là sao chị? Không hiểu, em biết cái đó là cái gì nữa, hộ lý là cái gì? Phải nói sát nghĩa là sai lập chặt ở trong đó. Nhưng mà mình phải học qua, phải vô trường lớp mình mới biết cái đó kêu bằng cái gì, rồi bác sĩ kêu mình lấy cái đó cái món đồ gì. Phải soạn sẵn cho đi vô bổ đó, em hiểu không? Dạ, cái đó là bây giờ em mới biết là hộ lý á. Dạ, chị một tuần chị làm được mấy ngày chị? Thì con chị Có bây nghĩa là giờ được mấy 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 đứa rồi chị? chỉ ba đứa, mà đứa lớn thì chị gả ở công an huyện nè, còn còn hai đứa lớn thì đi làm ở Sài Gòn. Em hai đứa nhỏ chứ, mà hiện giờ thì chị sống một mình. Khi mà chị lên cái video này thì mấy con ở nhà đâu biết rồi, có ủng hộ nồng nhiệt 100% không chị? Hoan nghênh mẹ không? Nói chung là mấy con bây giờ cũng có tương lai riêng tư hết rồi, cũng ở riêng hết rồi. Bây giờ chị sống một mình cô đơn thì chị muốn tìm một anh để kết nối cho đỡ cô đơn phải không chị? Đúng rồi em. Dạ. Thì Chị chị nói chuyện với em mà Trời ơi, có gì đâu gung, chị em nói chuyện với chị em cũng gung nè, chị em mình gung như nhau hết à. Nhưng mà chị cứ nghĩ đi, em là một cái người bằng da bằng thịt cũng bình thường, và em còn dở hơn chị nữa, chị còn làm hộ lý còn được, còn em á là tối ngày chỉ hộ ông chồng em thôi, em hộ ai hết. Chị hộ nhiều người, còn em không có hộ ai hết đó. Chị ơi, em chỉ hộ mấy ông không lát thôi à. Trời ơi, có kè nè, có ổng nè, dễ thương gì vậy trời. Thì nói chung là cái gì cũng nó cũng phải hai chiều. Giống như theo em nghĩ, khi mà mình muốn chồng mình á dễ thương với mình thì ngược lại mình cũng phải dễ thương lại. Chứ còn mà một chiều mà cứ dễ thương hoài rồi giết rồi cũng chán, là giống như cái bong bóng mà cứ thổi miết lên á thì có một ngày nào đó cũng bể, cũng vỡ, cũng tan thôi. Thì cái gì đó đối với em là khi em sống với cái người đó mà muốn cái người đối diện mình dễ thương với mình thì mình phải ngược lại nữa chị. Rồi quay trở lại nói về đề tài của chị đi thôi, còn cái đề tài em là thôi tùm lum hết trơn chị ơi. Bây giờ lên là cái người chơi gia chính là chị chứ không phải nói em. Chị là năm nay nãy chị nói là 54 hả chị? 54 tuổi mà nhìn trẻ quá, giống 24 quá vậy. Nhìn thiệt, nhìn trẻ, chị 54 mà nhìn chị trẻ dễ thương. Dạ. Dạ. Thì chị hồi trước là chị với ông chồng chị làm sao mà không có ở với nhau, thấy buồn tội nghiệp quá vậy?
Dạ. rồi về rồi cứ ở nhà chăm cho chồng cho con, tới chừng chồng đi ra ngoài chồng chỉ tài xế lái xe Bạc Liêu thành phố em, Dạ. ông đi rước đi chở khách bao đi bao riết bao cái vợ người ta lấy vợ người ta chở đi luôn không về nữa. Đi riết là đi luôn rồi phải không? Ổn Dạ. lắm Phượng ơi, kiếm chị hoài luôn á, Dạ. chị đen chị phải chui vô bụi chuối chị trốn á, đánh cuộc đánh chị đó chứ em, Chui vô khổ bụi lắm. chuối hả? Đúng Chị. rồi tắm những giờ chị sợ Chị. ma lắm, chị trốn vô bụi chuối á, Sao chị kỳ khổ lắm vậy á. chị? Sao chị đi hết chuyện rồi chị đi chui vô bụi chuối, sao chị không chui vô ông nào chị nhờ ông khác đỡ giùm chị đi, tự nhiên thì chị chui vô bụi chuối làm gì chị? Chị phải chui vô người nào chứ phải không? Mình chui vô người nào giống như ông ăn chả thì bà ăn nem, chứ tự nhiên chui vô bụi chuối, cây chuối nó hiền khô và lỡ như ông vô ông chặt cây chuối Căn cơ Phượng ơi, bây giờ chị thoát được rồi, chị khổ giải thoát được rồi, chị sung sướng rồi, nhưng mà con lớn rồi đi làm hết rồi, giờ chị cảm thấy cô đơn, em đi làm về là bốn tường cô đơn, tối ngày nằm ôm điện ôm cái mà tivi coi Phượng Kali suốt luôn á, suốt luôn á, coi viết vậy không có tập nào mà chị bỏ hết trơn á. chị coi coi em rồi chị coi em rồi chị thấy em làm cái điều gì chị thích nhất, chị coi suốt mà. Chị thích Phượng nói chuyện dễ thương mà thật thà kìa, dễ thương lắm luôn á, dễ thương cưng gì đâu á. Hình như em thấy có một điều thích nhất là kết nối yêu thương, đúng gu chị nhất rồi đó. Nói yêu thương này là đúng gu rồi phải không? Em thì dễ thương với mấy ông hôm lát phải không? Nhưng mà chị đâu có mạnh dạn chị gọi điện thoại cho em đâu phải không? Nhưng mà từ có cái kết nối yêu thương này á, giống như là mới chạm vô cái cọng dây gì đó để chị mạnh dạn chị đứng lên chị gọi cho em. Dạ. Comment đó Thật sự comment thì em cũng đọc thôi, nhưng mà em cũng không biết ai là ai. Nhưng mà khi bây giờ em được gặp chị là cái điều may mắn cho em. Tại vì khi mà em lên trên sóng trên mạng như vậy mà mình chinh phục được cái người coi, và mình làm những cái điều mà tốt đẹp cho cái người coi mà để thương mình á, rất là khó. Mà cái khó của em á là được trời ban, là được mấy chị thương yêu rồi tới với tụi em, vợ chồng em phải không chị, là cái điều đó là tụi em rất là vui và happy, chứ không phải là lên trên mạng để làm cái điều gì đó mà để cho mình nổi tiếng hay là cái gì đó, là tụi em không không nghĩ nổi tiếng đâu chị. Mà thật sự là hai vợ chồng em có cái ngày hôm nay là thấy là cái thành công như vậy là thấy mừng lắm, rồi mừng giúp đỡ em, giúp đỡ cái thứ hai là giúp đỡ hôm lát, rồi cái thứ hai là giúp đỡ cho mấy chị mà ví dụ em thấy giống như chị nào bây giờ giống như tuổi này rồi, con cái có cơ ngơi đầy đủ hết trơn rồi, mà tự nhiên giờ mình phải tối ngủ mình nằm gối ôm một mình, có đôi khi á cũng thấy buồn ha. Giống như ngày lễ tình nhân thì mình cũng muốn là được cái người thương yêu mình bên cạnh tặng cho mình một đóa hoa hồng hay là một món quà gì đó, mình không cần biết là cái quà đó là nó có giá trị, nhưng mà có người tặng mình là mình cảm thấy ấm lòng phải không chị? đúng rồi. Dạ chị ơi, em nói nha, em nói vậy chứ thật sự á em đâu có được tặng đâu. Cười. Không dạ chồng em nói á, anh tặng cả cuộc đời cho em rồi còn gì nữa đâu mà đòi tặng. Là không còn gì để tặng nữa.
Nhưng mà nói gì nói chứ nhà mà giống như có người đàn ông á thấy vững chắc lắm chị, còn giống như nhà mà không có người đàn ông á thấy cũng có đôi khi mình cũng cần lắm, giống như cái đèn trong nhà hư hay là ở trên nóc nhà bị dột hay là bị cái gì, nói chung là cái phần cứng á mình phụ nữ mình yếu đuối mình không làm được chị. Giống như dạ em làm mấy cái này nè, em thấy mấy chị như vậy em rất là thương. Là tại không phải là chuyện của em, nhưng mà tại sao em mạnh dạn em làm mấy cái chương trình này là tại vì em cũng là phụ nữ, em cũng hiểu cái cảm giác khi mà mình cần có người đàn ông bên cạnh. Và những ngày tháng mà tụi em sống với nhau là em cảm nhận được là những cái việc gì mà em không làm được mà có chồng em làm được, mà ảnh giúp em được là em cảm thấy ấm lòng. Và sau cái đó là em nhìn nhận được mấy chị là giống như mấy chị không có được người đàn ông bên cạnh, là không có người nào giúp đỡ, là thấy rất là khó chịu. Cho nên tụi em dựng ra cái chương trình này để giúp đỡ mấy chị, là mong mỏi mấy chị là tìm được mấy anh đàn ông, và mong muốn mấy anh đàn ông phải mạnh dạn đứng lên để cho mấy chị gặp mặt. Chứ làm gì hôm nay em cứ đăng mấy chị không mà mấy anh không thấy đâu hết à, hả chị ha? À, đúng rồi. Em nói đúng đó. Bây giờ tới chị nói đi, hình như em quay cái này em nói nhiều quá, em khó chịu quá, chị nói đi chị ơi. Chị run quá à chị. Thôi bây giờ chị đừng run, nếu mà có em bên cạnh em sẽ ngồi em ôm chị vào lòng, em cho chị run đâu có gì đâu run, em cũng giống như chị giống như bình thường đi chị ơi. Giống như bây giờ nè chị thấy không, chị nói chuyện với em thôi đâu có gì đâu run, chị coi em giống như em gái của chị nói chuyện bình thường đi. Em nhắc em khoan cái nữa là chồng em hỏi là chị tìm một cái người mà đúng cái đối tượng của chị là thích ở đâu, quên nãy giờ tính máy bay rồi mà còn đáo lại cái nữa. Ở đâu cũng được anh Dũng ơi, miễn mà người ta có chân tình thật tình đến với em là được anh Dũng ơi, không cần ở xa ở gần gì cũng được, ở chỗ nào cũng được, không cần nghèo, không cần giàu, không cần đẹp, chỉ cần chung tình thôi, em là vậy. Không cần giàu, không cần đẹp, nhưng mà xấu xấu một chút được không? Không cần đẹp mà xấu xấu một chút được không? Được. Chỉ cần chung. Không cần đẹp xấu xấu một chút, tại em hỏi vui thôi. Chị ơi, thật sự ra thì em đăng cái video này lên trên kênh YouTube thì em nghĩ là có nhiều anh chị ở xa gần, nước này, nước nọ, nước kia, đủ thứ nước gọi về cho tụi em. Thì cả khắp thế giới luôn á, em nghĩ là không phải ở Việt Nam không, nhưng mà em hy vọng là chị tìm được một cái người mà đúng ý chị để chị đi khoảng đời còn lại đó chị. Dạ em rất là mong. Cảm ơn em, cảm ơn anh Dũng nhiều đã bỏ thời gian quý báu để giúp chị cảm ơn, chị biết cảm ơn là chị không biết nói gì thêm nữa. Cảm ơn nhiều. Dạ hôm nay em làm cái video này hình như em thấy em nói nhiều hơn chị á, em nói 8 phần chị nói có 2 phần à chị ơi. Rồi thôi. Chị lên đây chị mắc cỡ quá, chị gặp em mà chị còn mắc cỡ vậy em không biết rồi, mới mốt chị gặp mấy anh rồi sao đây trời, kêu mà chị kết lại với mấy anh em không biết chị nói gì vậy ha, hay là tới chừng mà chị gặp mấy anh là lúc đó chị nói nhiều hơn, tại chị gặp em mắc cỡ, nhưng gặp mấy anh là giống như người ta nói nó hót như sáo hót vậy đó. Rồi vậy thôi, em khuya rồi, ở bên Mỹ giờ này chắc khoảng 12 giờ đêm rồi, em tạm thời em ngưng ở đây, rồi khi nào em gặp được anh nào rồi em sẽ quay lại kết nối với chị tiếp tục nữa ha. Rồi chị bye anh Dũng nha. Rồi chị bye em nha, cảm người nhiều nha, chúc ngủ ngon nha, bye bye. Rồi em bye chị nha, em chúc chị nhiều sức khỏe, happy new year chị nha. Happy new year em luôn. Dạ bye chị. Hôm nay là Phượng rất là vui khi Phượng thấy chị Lan nè, chị thấy chị ít nói nhưng mà cái cách của chị là một cái người phụ nữ đàng hoàng, làm việc gõ gàng ở trong bệnh viện, là phụ bác sĩ làm mấy cái việc như vậy rất là tốt. Thì Phượng thấy Phượng đăng cái video này lên thì Phượng mong
mấy anh độc thân vui tính cần một cái người như ý mình, mà thật sự chị Lan này là đúng ý thì mạnh dạn gọi về cho Phượng đi, để Phượng kết nối lại cho chỉ gặp được mấy anh, để Phượng làm cho tròn cái công việc này và cái công việc kết nối này cho nó vui hơn và hạnh phúc hơn. Và video của Phượng tới đây Phượng xin phép tạm dừng. Phượng mến chúc nhiều cô bác, nhiều anh, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, cái gì nó cũng nhiều hết, tại vì năm mới sắp tới rồi, cái gì nó cũng nhiều hết, nhiều tình thương. Rồi Phượng bye bye và Phượng hẹn gặp lại video kế tiếp. Chồng em đi ăn rồi. Dạ. Cứ nói chuyện bình thường đi. Nói chuyện với em bình thường đi chị ơi, giống như hai chị em mình trò chuyện tâm sự với nhau thôi, đâu có gì đâu. Phải không? Giờ này hả, bên đây là 11 giờ mấy, gần 12 giờ rồi chị. Anh Dũng buồn ngủ rồi đó, chị thấy anh Dũng ngáp luôn rồi đó. Dạ. Thì không có sao đâu chị ơi, giống như tụi em làm cái việc này á, có khi á là em phải thức tới 2 giờ luôn á. Tại vì nhiều khi á, cái phim mà em để á, cái nhiều khi bỏ lên rồi, cái mạng yếu á, cái cancel, nó không có chịu nhảy lên trên kênh YouTube, cho nên mình cứ bỏ lên rồi cái nó không có chịu vô, rồi mình cứ canh lát lên nó cái gì bỏ rồi mà cũng không chịu vô, rồi cái phải lại bỏ lợi rồi mới bỏ lên. Mà nhiều khi tụi em cũng thức khuya rồi, cũng quen rồi. Bây giờ quay lại chị đi, chị nói cho quý bà con cô bác là biết là chị mẫu người của chị là tính tình rồi sao, cái gì chị thích cái gì chị không thích, rồi hàng ngày rồi chị ở đâu, rồi chị làm vòng vòng như thế nào, chị nói đi. Chị thích người đàn ông không rượu chè, không bài bạc, không hút sách này kia nọ, rồi biết lo làm ăn vậy thôi, không có tiền cũng được nhưng mà phải sống chân thật, không giả dối. Dạ. Như thôi. Có nhiều khi giả dối chút xíu có được không chị? Tại vì có nhiều chuyện mà có nhiều anh á phải giả dối chút xíu, là giống như có một thằng bạn mà lỡ mà điện thoại lỡ rủ đi nhậu, mà ví dụ mình về mấy ông mới về khai nó em cho anh đi nhậu, dĩ nhiên là vợ nhà nhiều khi sùng bố không có cho rồi á, bây giờ bộ nói ồ anh đi đây chút xíu đi đi rồi lỡ như có uống một vài chai, chị có chấp nhận không? Được, chấp nhận, cái đó chuyện nhỏ mà em. Chứ còn nhiều khi thành thật quá thì cũng sao á, có đôi khi cũng có giả dối chút xíu, nhưng mà cái giả dối không có hại ai thì cũng ok hả chị ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi chị rồi ở bên đó rồi sau giờ làm việc thì đi về nhà ở mình ha, là có ai ở chung trong nhà rồi không chị? Không em ơi, chị về là đi chợ rồi vô nhà nấu cơm ăn, là suốt ôm điện thoại, ôm cái tivi suốt luôn chứ không có làm gì luôn. Dạ. Đi đâu luôn á, không có nhà luôn, không có một người bạn trai mà cũng không có một người bạn gái nào hết á, không có đi cà phê mà không có đi ăn nhậu ở đâu, không có đi chơi bời luôn. Dạ. Vậy vòng vòng sớm bộ không có ông nào độc thân ha chị? Độc thân nhưng lại không có nghề nghiệp, không lông bông, nhậu nhẹt, chị lại không thích. Em hiểu không? Có nhưng mà chị thấy không có vững chắc cho nên chị không thích, phải không? Vì thấy sao sao, phải không chị? Đúng rồi, không có hợp với mình. Tuổi này, em biết không, đâu có cần người ta mà phải lo cho mình, hoặc là người ta có tiền đâu em. Nhưng mà thật sự tận tình cảm chân thật, nhưng mà người đó không có nhậu nhẹt, không chơi bời, không gái hú. Chứ mà thật sự có tiền mà gái hú quen mình mà gái hú thôi chị cũng không thích nữa, hiểu không? Dạ, thì giống như mình không có cho người ta cơ hội thì làm sao mình biết người ta gái gú rồi chị. Nhiều khi hồi trước người ta gái gú, chứ nhiều khi cái tuổi của chị ha, hoặc là đàn ông mà 5, 6, 70 tuổi rồi
thì còn gì nữa mà gái nữa trời, gái nữa thôi. Dạ, em nghĩ là cỡ chạm tuổi cỡ chồng em ha, lớn hơn nữa thì em nghĩ chắc cũng sống cũng bớt rồi, chứ còn trẻ thì mình sợ, chứ cỡ này rồi mình phải chững lại chứ phải không? Còn nếu mà anh nào mà gái gú nữa thôi cho anh nằm không đi chứ chị ơi. Hả? Tuổi này mà giống như chồng em nữa, mà em ở với chồng em mà còn gái gú nữa thôi anh tự ở mình anh luôn đi, phải không? Anh tuổi này rồi, anh đàn ông anh có nghĩ là chỉ nói là gái gú anh nghĩ sao? Em kêu anh trả lời kìa. Nè chị hỏi chồng em đi. Đó, chồng em giờ chồng em 56 rồi, chị nói chỉ sợ lấy rồi gặp ông chồng gái gú đâu kìa. Thật ra em sợ là người chồng không chung tình. Đó. Giả dối chút xíu cũng mà không chung tình là em không thích, là người chung tình là em mới thích. Chị, phụ nữ mình á, cái gì chấp nhận được, chứ còn cái vụ mà không chung tình là coi như không không chấp nhận ha chị ha. Cái gì còn dễ chấp nhận, chứ còn cái vụ mà gái gú là không không có ai chấp nhận ha chị ha. Đúng rồi, thí dụ dạ. Giờ trước kia người quá khứ người ta chị không biết, nhưng mà dạ. Chị chấp nhận quen bỏ hết, không gái gú, không rượu chè, không có hút sách là được. Đó. Chị dạ. Còn nhiều thôi. Dạ. Thì em làm cái chương trình này thì em hy vọng là em đăng lên thì có anh nào đó sẽ thấy chị và mở rộng trái tim ra đón nhận chị với một cái tình thương chân thành. Em rất là cảm ơn chị hôm nay đã tới cái chương trình của em để cho em quay lên cho tất cả quý bà con cô bác xem. Và sau cái chương trình này em mong là tất cả quý bà con cô bác hãy chia sẻ rộng ra cái video này cho nhiều anh để xem khi tới với chị. Chị thấy như thế nào? Chị thấy vui lắm nha. Chị cảm ơn, thứ nhất là chị cảm ơn em và anh Dũng nhiều lắm. Chị cảm ơn. Chị hồi nào giờ chị không biết lời lẽ gì nói. Chị biết nói lời lẽ cảm ơn nên chị cũng không biết nói gì nữa. Mong mọi người thông cảm, tại vì chị cũng không có quen lên sống lên mạng, chị không biết nữa. Chị thật sự chị không biết nói lời ngon tiếng ngọt hay là lời hay lẽ phải gì hết, chị cứ biết cảm ơn thôi. Đó. Chị bây giờ chị ngồi với em thì chị không biết, chứ nếu mà chị ngồi với anh là chị nhiều lời để nói lắm phải không? Phải không chị? Nếu mà bây giờ chị cứ nhìn em giống như chị tưởng tượng em là cái anh nào đó đi, thì chị cái câu đầu tiên chị hỏi là chị hỏi cái gì? Chị hỏi xin chào anh, anh khỏe không? Gửi gì nữa? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh có muốn làm bạn với em không? Vậy thôi. Dạ. Yeah. Chứ không có hỏi câu anh có cây gú không hả? Chứ em tưởng chị nó hỏi cái câu đầu tiên là xỉ vô cái anh có cây gú không? Nếu mà không á thì em có nhiều cái để hỏi lắm, mà còn có là thôi em xin bye bye. À, nói giỡn em chọc chị thôi, chứ thật sự ra em nghĩ đời này chắc cũng ít lắm chị ơi. Tới chặn tuổi của em với chị rồi thì mấy anh cũng đã bước qua một đời rồi. Thật sự chứ giờ mà chặn tuổi lên 50 mà tìm mấy anh mà còn độc thân mà từ đó giờ chưa kiếm á, thì chưa kiếm vợ thì cũng khó lắm. Mà hoặc có thì cũng như thế nào, em nghĩ là cũng có qua một đời vợ gì đó thì cũng kinh nghiệm rồi. Em không nghĩ là đến nỗi phải giống như chị nghĩ như vậy đâu. Thì em cũng cầu mong cho chị sớm gặp được một anh nào đó để cho chị kết tóc xe duyên, để chị đi quãng đời còn lại và tạo những cái niềm vui hạnh phúc tới với chị.
Rồi thôi em, tới đây chị em mình chia tay hả chị? Nãy giờ tại vì chị em mình cũng tâm sự rồi, cũng nói sơ sơ đi. Rồi khi nào mà em đăng cái video này lên mà gặp anh nào đó thì em sẽ kết nối thêm với chị, rồi em quay lên nữa cho tất cả quý bà con cô bác mình xem. Đại khái là ngày hôm nay thì mình chỉ nói đơn sơ như vậy cho quý bà con cô bác mình thấy mặt chị, rồi để mấy anh chọn chọn lọc ra như thế nào, rồi bắt cú phone lên điện thoại cho em để em gặp chị ha. Rồi chị cảm ơn.